chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Cà Náo Quê Tôi. Mọi người ơi, thì hôm nay anh em mình tiếp tục lại đi lặn mọi người. Nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt nha. Hôm nay anh em mình có đông đủ. Thứ nhất, cái thứ hai thì là mình sẽ giao lưu với lại những người anh em chú ở Nha Trang mọi người, ở xa. Thì anh em cũng biết nhau trên các nhóm ở trên các trang mạng xã hội mọi người, thì cũng quen biết rồi, nhắn tin nói chuyện rồi giao lưu luôn. Rồi cho một ngày hẹn hôm nay này, hẹn rất là nhiều lần rồi, thì hôm nay thì anh em mình mới có duyên mới có thể gặp được. Thì hiện tại á, anh em mình đang đứng trên đường quốc phòng nè mọi người. Đó, cái đường này ở còn kia là ở dưới làng nha. Thì đang xe gần tới chỗ rồi, đang tới đèo 1, đèo 2 gì rồi. Thì anh em mình với Nhân đó lấy xe lên để mà đón, chứ không có biết đường vô. Đón vô trong làng lại xuống cảng mọi người. Thì hôm nay thì mấy anh em mình sẽ di chuyển đi tới điểm lặn bằng ghe mọi người, chứ không đi xe nữa, đi ghe đi đường biển luôn. Đó, rồi đi xuống đó để bắn cá này, rồi có thể là nấu ăn ở trên đó luôn. Nói chung là giao lưu mà mình đi biển, đường biển cho nó đẹp mọi người. Rồi nó dễ đi nữa, đi đông rồi đi xe lên rồi không có chỗ để mọi người, cho nên đi đường biển là chắc an nhất. Hiện tại thì anh em dậy rất là sớm luôn, mình như mấy anh em ai cũng dậy sớm để ngồi chờ này, mặt trời đang lên này ha mọi người. Chắc cũng gần tới rồi, anh em mình ráng chờ thêm một xíu nữa rồi dắt mấy người anh em nó xuống dưới làng mọi người. Chung lại để chuẩn bị đồ đi. Bây giờ sẽ đi ghe, đồ cũng tới rồi nè. Ghe để ở đâu đồ? Bây giờ đi cắp xe hả? Ở đưa bị rô me hành né đây. Đồ nó. À, bây giờ mọi người đang vận chuyển đồ để xuống ghe, ghe để đâu đồ? Ghe để đâu vậy? Cái thúng đi ra hả? Cái đồ ấy, mấy tên để bỏ vô tụi em đó. Rồi giờ mấy anh em đang di chuyển thúng ra ghe mọi người. Đi hai chuyến quá, chuyến chở đồ và chở đồ luôn, thúng đồ luôn. Thì đó cũng được mà leo lên được bao nhiêu xe. Ông Ngọc không biết điểm nhiều quá. Đi đâu chuyến sau em đi. Để chuyến sau em đi. Ý là còn thử bàn sau, còn thử đâu mấy cái gò hoài đây thử. Thì mình phải tính sau. Cái gì nó phải liệu. Bây giờ. Không, giữ ghi lại chơi cho chú lên. Đó, chú luôn. Giờ lên một vấn đề nè nha. Lắm quay, lắm quay, lắm quay. Rồi, từ từ. Đó, thử ơi, chú ơi, gì đâu mà. Đó, dễ ồn mà, dễ siêu. Làm lo lắng vào đợt giờ. Mình đang cập cảng nè.
cập cảng chợ chợ đá với lại đón cái thúng chạy ghê. ông cậu Ngọc đang chờ bên đó, chờ sáng giờ ở bên á. Trời ơi má ơi, cái gì vậy? À xin xin à, tàu tàu kiếm ngư nè, tàu kiếm ngư nhìn ghê. Cố lên, cố lên. Này chủ tịch tới. Dạ anh em đây. Đó, nón lính nè. Nón lính mắt kính nè. Anh em á, mới nhận luôn. Chưa hề có cuộc chia ly luôn. Lát nữa lên cho mọi người xem hai anh em mới nhận nhau luôn nè. Y chang. Lên chủ tịch có gì nữa không? Nè, con chú này nè đó. Ông với lại ông cậu là phong cách giống y luôn. Em muốn phê gì em? Dạ cũng về cà phê đi. Dạ. Bữa nào có dịp đi Trang. Dạ. Ghé quán anh Cẩu nè. Chơi. Bán gì anh? Bán gì anh? Hải sản. Quán nhậu. À quán nướng hả? Đi bỏ được ghé vô chú sang gì à. Chạy lên anh chơi. Ok luôn. Mai mốt dịch rồi nó thông thả anh em mình đi ra đó lại. Okay. Uống phê anh bà đế vậy? Dạ dạ để đó từ quay xong suốt này. Thì em muốn đá không? Dạ uống chứ. Thì cái cộng hành quay. Chú sang chơi đọc vậy. Thôi uống chung được rồi. Kể nó người hết. Sang vẫn dịch xe vẫn có cà phê. Giờ thiếu hả? Thiếu uống hay chứ. Trời. Đây mọi người. À, đây là hai anh em này. Gặp lại có cuộc chia ly 40 mấy năm mới gặp lại ha, 45 năm à, 45 năm hôm nay mới gặp lại luôn. Chưa từng có cuộc chia ly đây. Hiện tại anh em mình đang ra cửa biển nha mọi người. Hả? Không đi ra. Sáng vô đón nãy rồi đi đón nãy rồi đi đi tìm rồi không có thời gian đi qua đó đâu. Lấy đồ vớ tôi nè, đưa đồ vớ rách tôi mang cho. Lấy mấy xì đá để đồ vớ tôi gọi đồ vớ. Tối đi tìm vòng 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 đâu có đâu vậy. Mấy xì đá luôn. Đây mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để xuống mọi người. Tới chỗ rồi. Cái súng này mà bắn cái chỗ gạch bắn cái gì trời. Nhiệt điện. Chú khỏi bắn chú chọt ha. À, bây giờ mình sẽ tắt máy mọi người. Mình sẽ chuẩn bị đồ rồi một lát nữa thì anh em sẽ có thành phẩm gì đó thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi. Thank you.
anh em mới lặn lên mọi người, đi vô bây giờ là vô tới bờ kè rồi, vô tới cái cửa cảng mình rồi nè. Đó, bây giờ đang nấu ăn. Bắt nấu cơm trước. Đây. Đó, cái đồ kẹp. Chứ nhiều lúc mình nấu ngoài sóng gió thì nó sẽ đổ đúng không? Có mấy cây cùm lại nè, đó có mấy cây nóc nè, bồ lon để cùm cái nồi lại nó khỏi bị lắc nó đổ nè, chắn gió đồ, cái này để chắn gió lại, đó ở trên kia là đã nấu ăn gì đó mọi người. Thấy chưa, cá hồng này quá trời nè, cá bự bự siêu to không nữa đâu. Anh em mình đi không có con nào hết, còn chú đi quá đỉnh luôn, không là trên này mấy anh em chết đói rồi. Cứng rắn với dầu mỡ à, anh em mình lặn lên có thể gội đầu luôn cũng được nha. 2-1. Ủa ơi, ghiêu các bạn mới mây nè. Đó, thấy à, để mày lứa. Rồi bây giờ anh em mình sẽ lấy cái số cá này, cá tà ma này để nấu canh chua ăn mọi người. Đó, ăn chưa nha. Bao nhiêu người để ăn không biết có đủ hay không nè. Tính làm sashimi ăn nữa hả? Cá này hả? Ồ, thì ăn sống con này đi. Ăn thưởng thức đường xíu ăn thưởng thức thôi. Mấy con nào nhỏ bỏ vô. Nó nhắm cái tình hình là cá này nó ăn không đủ, tại vì đây là con mang cá cho nên nó nhắm không đủ đâu, cho nên phải lấy thêm. Ăn cá là mày lại ăn vô địch. Đầu bếp Nhật lại thể hiện cái bài học nấu 5 con, anh ăn 3 con à. Đây người anh em mới lặn tăng 2 lên mọi người. Trên này thì anh em đang chuẩn bị cơm nước. Đây phụ. Lên. Đó không đi. Không được mấy cá nữa. Nấu chua má chứ được. Đây là cái không gian của thuyền trưởng đây. Bây giờ ông Minh Hải đây sẽ lặn 2 con cá này để ăn sashimi. Bắn được mấy con? Ngồi bắn được mấy con? Đó hả? Sao thấy? Này, chà, sống tay chân. Mới lên này, ngọc nhỏ kìa. À, ngon có hồng, lượng có tầm á. À, đó, tao giữ cái này, coi lính tao không làm được, tao lấy xích cái cổ lại, tao quấn. Ủa? Dám được nói đồ bếp nữa cho mày. Em để lên cho nó khô, thấm nó khô thì mình dễ lặn. Khỏi thấm nước em. Khỏi thấm nước. Khỏi thấm nước. Cái con cá mà cái sống đặc điểm của nó là nó tanh, là thứ nhất là cái máu. Thứ hai là cái nước. Nước tanh lắm. Máu. Máu. Có cái dĩa này mày. Dĩa. Rồi lấy dĩa lên, lấy dĩa lên. Nè. Không cỡ quần ra bye bye rồi. Đồ đang dầm me cà để nấu canh chua nè. Một xôn chà bá nấu nhiều nữa nha, ăn cái đá nha. Ngon cười, ghê ơi, ơi. Trên ghe ăn ngon lắm á. Thank you.
là muối tiêu ớt, mời muối tiêu chanh ớt luôn. Mày cũng làm xong mơ cũng mua cá thì của anh em luôn, cũng mở nhà hàng con bé tại nó luôn. Chuyện kia mình đúng có rồi. Cái gì đúng rồi nha à. Rồi mở nhà hàng sang bán cá luôn. Hồi qua năm lớn này ba năm bỏ ra. Đây đây món đầu tiên thì anh em mình thưởng thức món đầu tiên trước nha, cá hồng với lại cá bì thử đi. Ăn sống này nói là thích. Đây, anh em thử đi chào chủ tịch. Cảm nhận chanh á vô ăn luôn anh ơi. Lấy cái chén, em lấy cái chén này nặng xíu cho mà làm đi em đưa đưa. Dùng đi. Tô nhớ giữ luôn. Chà mắm không? Xong không? Ăn này ngon hơn nè. Bếp mỡ. Sao ok không? Chà mắm ở Phan Rang mình ngon lắm hả? Cá hầm tinh. Cái mùi chanh chanh chua chua. Tiêu ớt ớt cây cây. Hảo à, hảo à. Thêm thêm nữa em đã dầm cá. Quá ngon. Con này ăn cái miệng nó mới dễ ghét. Rồi, bây giờ tới lượt mình thưởng thức miếng nha. Cá hồng đi. Thì mình trộn hai con cá rồi mình ăn luôn thử sao ta. Canh vô nó vô không? Nhưng mà sao mày không đam mê đó. Hả? Không đam mê, học từ từ nó sẽ mê thôi em. Đây mọi người. Ơi vô. Rồi, mời nha. Nó chụp chắp này. Đánh này. Coi mỏ hấp dẫn không? Trong miệng mình nó còn nước biển. Chấm sơ sơ là nó cũng đủ mặn à. Miếng thịt nó láo hơn bữa mình ăn không? Ừ. Bữa mình đá biểu. Bữa mình ngâm đá nữa. Bữa mình vừa ăn là mình ngâm đá nữa, nhưng nước miếng thịt nó hơi nhão á. Này nó khô ráo nè. Đang làm cảnh thâu từ đúng. Chính cái bằng vô lên thấy đúng không? Đang ăn trên ghe rất là tuyệt vời mọi người. Đúng rồi. Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác mình ngồi trên ghe mình ăn. Hủ ơi, hủ ơi. Trước giờ là ăn trên đá trong bờ trong bụi không mình đi lên rồi cái đây chắc cũng lần thứ hai thứ ba rồi mình ăn trên ghe nè, lâu lắm mà không có cảm giác lại. Bữa nay mình đùa tốn chục ba bây giờ mình ăn thử con cá bì nè. Đủ đá ok tiếp tục mọi người. Cá tôi em không còn bỏ đá. Bỏ đá vô thấm nó mất vị của con cá nên mới cá tư từ biển lên ăn luôn trên ghe mà quá đã. Bây giờ anh em mình ăn cái này để khai vị thôi. Để khai vị thôi là từ lát nữa mình ăn một canh chua chín mọi người. Để xuống một thấy bề bắt đỏ ba chạy chỗ này bắn được thôi để đó, để yên đó. Ba này đi quay qua. Mời cả nhà nha. Có bị bắt đỏ rồi cô lại nặng trong bờ là dai. Nó chạy bay đúng không? Đúng rồi nha. Cua nó chạy bay chạy con về con không? Lần quá. Rồi, cho anh em vô, cộng ly cái nè. Cũng tô, cũng tô. Vô. Xem đi cái cảnh gì vậy? Ăn mấy cái đồ này như thiếu thiếu cái gì không nhá? Nhớ. Cả lý luôn á. Bồi túng vui. Ăn mấy cái đồ này như thiếu thiếu cái gì? Dạ, em ba lo. Rồi chừng ba lo. Mới có mấy giây rồi mọi người giờ xong á. Như ở đây nè em. Nhanh thiệt chứ. Chạy ra đâu tầm cái này mình đem đi. Chạy ra tầm khoảng cỡ. Bỏ vô đầu canh chua. Đâu khoảng. Đây là thịt cá tàu ma nấu chua mọi người, nhưng mà cái nồi canh chua thì tại vì mình mới bỏ cái hai cái miếng xương cá sống vô á cho nên nấu ốc. Mình nấu cái nước nó lên xíu, còn bây giờ mình ăn cái miếng cá chín trước đây. Để em đâm muối ớt bỏ vô được không hả? Đó cơm canh đầy đủ nha, cơm gia đình đó, hai cái xô nó mới chịu nổi quần này. Cơm ngập vô cơm rồi. Cơm mùi à. Cơm nào vậy? Cơm mèo hả? Để vô vô đó. Con lên mười vô nè vô con ơi. Tà ma béo. Chén đồng rồi. Xuất sắc. Còn có chén đồng. Đủ nè. À, để giờ anh em đói bụng lên người làm tô. Rồi đây nè. Rồi. Còn tô nè. Đủ rồi. Đủ chưa? Như tô bà. Cơm. Đi. Đói ăn quá đã luôn. Bồi đi nè.
Thôi mình đang tua gì bò ké mà tua ké hả? Cái hàng cháy không? Dưới này không không bao giờ thiếu thiếu tô đâu. Để một cái ra. Tô làm cháo rồi. Để ăn Tuấn ơi. Đũa nó này luôn nghe. Đũa này luôn cho đồ có tô anh em. Bắt cơm. Ăn cái gì giờ chữ á. Ốm nữa giờ chữ. Quái hả? Giờ ốm mà chửi ở chốn mình nó săn chắc mà chửi gì trời. Không mập. Sợ có vấn đề gì á? Gì đâu. Tôi khỏe được rồi. Người ta tiếp tục nữa. Mọi người thì anh em mới ăn trưa xong mà bây giờ đang cặp lại bến rồi thì cũng là lúc thì chú Sang với lại mấy anh em chia tay luôn, đi về Nha Trang lại. Mình hẹn ngày khác tương phùng mọi người. Thì hôm nay chủ yếu là giao lưu học hỏi cái kinh nghiệm mà của chú Sang chia sẻ lại cho mấy anh em ở đây, thì mấy anh em đây rất là cảm ơn, thay mặt cảm ơn chú Sang đã chia sẻ những cái kiến thức bổ ích cho cái bộ môn lặn tự do này cho mấy anh em. Đó, thì mấy anh em ở đây tiếp thu, ráng tiếp thu để mà thực tập, để mà nâng cao cái kinh nghiệm để mình lặn cái bộ môn này mọi người. Đó, hôm nay chủ yếu là cá thì nó không có được bao nhiêu đâu, chủ yếu là mình giao lưu ăn uống rồi nãy giờ đó. Rồi đợt sâu nào nước mà nó ok á thì mọi người anh em ở đó sẽ vô lại. Tiếng máy nghe nó ồn quá mọi người. Nó ồn quá. Đó, sẽ vô lại rồi mình sẽ đi bắn tiếp mọi người. Thì cái mùa này cái mùa nước đang nước đục, khó có cá nó không bắn ngon lắm, quay ở dưới cũng quay không được luôn đó. Rồi bây giờ thôi mình chia tay tại đây mọi người. Rồi bây giờ để anh em còn thu xếp đồ ở trên kia để mình đi xuống nữa. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn. Đây tới nơi rồi, bây giờ em sửa soạn đồ này. Không có con mấy hết rồi, con mấy cá lớn này nó bóp quá đã luôn. Nước đục mà được như vậy là quá siêu sao.